Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải tiếp tục đóng chung dù bị chê tan nát, thực hư phim giả tình thật. Dù khiến người hâm mộ ngán ngẩm nhưng dường như Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải vẫn không có ý định bỏ cuộc khi có nguồn tin cho rằng cả hai sẽ tiếp tục nên duyên trong phim mới. Phim Thượng Thực do Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên đài Hồ Nam Trung Quốc. Mới đây các blogger tiếp tục tung ra thông tin vô chính tiếp tục ghép đôi Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải ở dự án mới sau khi Thượng Thực kết thúc và sẽ bắt đầu xúc tiến công việc. Nếu tin đồn này là thật, nghĩa là Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải sẽ có đến 3 lần yêu nhau trên màn ảnh. Lần đầu là tình đầu gian dở ở Diên Hy Công Lược, lần tiếp theo là yêu nhau tại Thượng Thực và lần thứ 3 dự kiến ở dự án mới do Vô Chính sản xuất. Dĩ nhiên khi hợp tác với nhau liên tục giữa Ngô Cẩn Ngôn với Hứa Khải sẽ không tránh được việc vướng tin đồn tình cảm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì cả hai vẫn đang duy trì mối quan hệ bạn bè, chưa có gì đi quá giới hạn. Thực tế khi đóng Thượng Thực, Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải không nhận được nhiều lời khen. Phần tạo hình xấu cộng thêm màu phim ám vàng khiến Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải trông nhợt nhạt hơn ngày thường. Thêm nữa, dù có đóng bao nhiêu phim thì diễn xuất của cặp đôi này vẫn tệ hại. Ngô Cẩn Ngôn đơ cứng, trận trừng, còn Hứa Khải thì luôn lờ đờ gây mệt mỏi. Dù nhan sắc của cả hai cực phẩm đến đâu, Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải vẫn không thoát được danh xưng Bình Hoa Di Động. Thượng Thực hiện đang phát sóng trên khung giờ vàng của đài Hồ Nam và Mango TV. Thượng Thực lấy bối cảnh đời Minh kể về thiếu nữ Diêu Tử Khâm từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Khâm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chim Cơ. Vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết. Nhân vật Diêu Tử Khâm được miêu tả là cô gái thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn người. Từ nấu nướng cho đến cầm kỳ thi họa, Diêu Tử Khâm đều tinh thông. Tuy nhiên nhân vật này lại có quá khứ nhiều bí ẩn, là cánh cửa để bước vào hàng loạt tình tiết rối rắm sau này của bộ phim. Hiện tại Thượng Thực đã đến chặng đường cuối nhưng Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải vẫn chưa thể bứt phá. Ban đầu Thượng Thực là một trong những dự án được mong chờ nhất cuối tháng 2 vì là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi lỡ hẹn Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải sau 4 năm kể từ khi Diên Hy Công Lược lên sóng. Cả hai từng gây bão mạng xã hội khi yêu nhau mà không đến được với nhau trong bộ cổ trang cung đấu Diên Hy Công Lược. Cho nên khi cặp đôi quyết định tái hợp trong Thượng Thực khiến khán giả đặt khá nhiều kỳ vọng. Nhưng theo quan sát của netizen, Thượng Thực đến hiện tại có nguy cơ trở thành bom xịt trong năm nay. Thượng Thực cho thấy năng lực diễn xuất thực sự của Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ ở mức bình thường, chứ không đến nỗi đỉnh của chóp thuộc thế hệ 9X như nhiều người tung hô. Trước tiên nói về thành tích của những bộ phim chiếu mạng ngày 14 tháng 3, theo ghi nhận của VLinkA, sau buổi phát sóng tối 14 tháng 3, sổ tay hướng dẫn săn tội do Đàm Kiện Thứ và Kim Thế Gia đóng chính hiện vẫn đang dẫn đầu khi có được 87,79 triệu lượt xem. Đứng ở vị trí thứ hai là Thượng Thực với thành tích chỉ còn 66,06 triệu lượt xem, con số giảm 2 triệu lượt xem so với tập trước đó. Với bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến, đứng sau Thượng Thực là bộ phim Cốt Ngữ 2 mang về thành tích vừa đủ 54,41 triệu lượt xem. Bộ phim Hồng Kông Hắc Kim Phong Bạo do Lâm Vĩ Thần đóng chính mang về con số 52,41 triệu lượt xem, đứng thứ tư. Cuối cùng tác phẩm Không Thèm Yêu Đương với Sếp thu về 47,08 triệu lượt xem. Hiện tại bộ phim của Ngô Cẩn Ngôn Hứa Khải đang đi đến chặng đường cuối nhưng vẫn chưa thấy sự bứt phá về diễn xuất hay rating. Hầu hết khán giả xem xong đều than trời. Đúng là phim có dàn diễn viên chất lượng, tuy nhiên từ kịch bản đến diễn xuất của nam nữ chính lại chưa tới nơi tới chốn. Chưa kể từ khi công bố dàn diễn viên lúc chưa chiếu đã khiến khán giả đặt kỳ vọng quá nhiều, để rồi cảm giác thất vọng lại càng nhân đôi.